Xin chào tất cả các bạn đang xem kênh YouTube trang trí nội thất Ra Huy. Do tuần vừa qua mình bận công việc chuẩn bị khai trương cơ sở thứ tư tại Đồng Nai nên mình không có thời gian để làm video chia sẻ cho các bạn. Thì ngày hôm nay xin mời tất cả các bạn cùng mình đi trang trí một căn phòng nhé, bao gồm phần tường và phần trần. Đây là bên mình trang trí cho một khách hàng ở tại Phú Xuyên thuộc Hà Nội. Ngôi nhà cũng được gần 20 năm. Phần tường và trần đã được sơn đi sơn lại cũng nhiều lần rồi. Thế nhưng theo cô chủ nhà thì phần tường và trần cũng thường xuyên bị ẩm mốc. Và đầu tiên thì xin mời các bạn cùng mình trang trí cái phần trần trước nhé. Trần thì ở đây là phào chỉ đã có sẵn. Và bên mình sẽ trang trí bằng tấm xốp 3D giả da màu nâu. Bên mình sẽ dùng loại keo chuyên dụng để chống thấm và kết dính cái tấm xốp này, quyệt đều lên phần trần, sau đó sẽ trực tiếp dán tấm trần lên. Và phần tường cũng tương tự như vậy nhé. Tổng diện tích của phòng khách gồm trần và tường khoảng 100 m². Đây là quá trình đang được thực hiện thi công. Phần trần cũng đã được 1/2 rồi. Các bạn nhìn thấy quá trình thi công đến đâu thì đã thấy sự khác biệt đến đó đúng không ạ? Hiện tại thì nhân dịp khai trương cơ sở thứ tư tại Đồng Nai thì bên mình cũng đang áp dụng rất nhiều chương trình khuyến mại dành cho tất cả các bạn mua hàng cũng như là thi công. Các bạn muốn tham khảo giá thì có thể liên hệ trực tiếp các số điện thoại của bên mình hoặc liên hệ qua Zalo, Facebook, kênh YouTube, trang web. Bên mình sẽ để đường link đầy đủ phía dưới nhé. Các bạn cũng có thể qua trực tiếp các cơ sở ở bên mình. Thì địa chỉ mình cũng sẽ để ở phía dưới luôn cho các bạn tham khảo. Các bạn có nhu cầu muốn được hỏi gì thêm thì các bạn cứ để lại bình luận phía dưới, mình sẽ trả lời trực tiếp nhé. Và phần trần thì cũng đã gần được hoàn thành rồi các bạn ạ. Hiện tại thì bên mình đang có khoảng 6 đội thi công ở khu vực miền Bắc. Với kinh nghiệm rất là lâu năm thì đảm bảo công trình bên mình thi công sẽ được xử lý, bảo hành và cái độ bền cũng như độ thẩm mỹ rất là cao nhé. Hiện tại thì giá của tấm xốp này trên thị trường cũng rất là rẻ và các bạn có thể mua về và tự thi công cũng rất đơn giản. Nhưng nếu các bạn muốn nó đẹp hơn nữa, muốn được xử lý bởi đội ngũ chuyên nghiệp và chế độ bảo hành sau này thì các bạn hãy liên hệ tới bên mình nhé. Tất cả các công trình mà do bên mình trực tiếp xử lý và thi công sẽ bảo hành cho các bạn từ 3 năm đến 5 năm và có những phần xử lý bên mình sẽ bảo hành trọn đời cho tất cả các bạn. Phần phào chỉ này thì các bạn nào muốn làm giống như vậy, bên mình cũng có thể làm được cho tất cả các bạn nhé. Đây là phào chỉ trên trần đã được đắp vẽ từ trước và bên mình chỉ dán lên. Quá trình thi công thì chỉ còn một vài công đoạn nữa là kết thúc thôi. Các bạn sau khi xem xong clip này của mình thì hãy nhớ đăng ký kênh của bên mình để theo dõi nhiều video, nhiều mẫu mới hơn mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn. Các bạn cũng nhớ bấm nút like và nút chia sẻ cái video này tới tất cả bạn bè, người thân trong gia đình
tất cả mọi người sẽ biết được cách xử lý tường ẩm mốc cũ kỹ hiệu quả nhất hiện nay nhé. Tất cả các loại tường khó nhất mà cũ kỹ xấu xí nhất bên mình đều có thể xử lý được nhé. Những bạn nào có nhu cầu muốn được tư vấn thì có thể liên hệ lại cho bên mình. Và quá trình hoàn thiện đã xong rồi các bạn ạ. Thì video của mình sẽ được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.